Này là tôi nhận được cái lọc thầy nha. Đấy nha, rõ ràng nha, đừng ai giành nha. Đây là gọi là con ngàn năm. Hả? Con 5 ngàn. Đúng rồi. 34. À, con số vấn đề 34 là tứ tam. Đấy, là đánh con 84. À, nói là biết. Dịch bao nhiêu? Nói ra là biết số đề. Vâng, đây là một con ngàn năm. À, cái lọc của thầy đúng xuống không? Xuống cốc thầy là được một con ngàn năm, là được một con 5 ngàn. Đấy. Đấy. Thầy ơi, yêu thế. Thầy con tạ ơn thầy nha. Thầy con hay quá, tự nhiên thấy nhìn thầy nãy giờ đi bao nhiêu người không thấy. Đúng rồi, em đâu có duyên. 5 ngàn cũng như là 500 ngàn chứ đâu phải. Nhưng mà về phải ép bỏ dần. Nó đoan kể chứ, to nhỏ với nó đi. Đứng ở đây để ngồi nói chuyện ở đây để cảm nhận. Còn đi kịp cái đội đón rồi. Bác đi. Bác đi xe đạp từ Phú Thọ vào tận đây. Wow. Kinh điển chưa? Tức là đi theo nhóm luôn. Đi theo nhóm luôn. Đi hôm nay là 12 ngày rồi. Wow. Chỉ xe đạp thôi. Đi đoàn. Đi đông không? Đi đoàn đông không? Con thần tượng bác lắm luôn. Đấy. Ừ. Sao nó ra mà kia gặp nhóm giống như phải đơn giản mà đi 12 ngày. Rồi, đi làm. Đây, cái đi đường Hồ Chí Minh ạ. Đi làm Hồ Chí Minh là đi ngõ Thạnh Mỹ. Mà đi đâu đường nó ở miệng mình. Đưa về dưới căm nha cánh. Có đi theo Google Map không? Cũng có. À, cái tôi đi là phải theo Google Map. Đi xuống về còn đường chúng ta trang. Nhưng mà cái tên của tiền ấy đừng em hay ghép nhà cho tiền. Nhưng mà thấy mắc xe luôn mà. Đây là đường lên cây Bồ Đài. Cây Bồ Đài nhỏ, cây Bồ Đài lớn. Ngày hôm nay mình đến thì cốc đang sửa chữa các bạn. Thì khách cũng ít chứ không nhiều. Thì cốc dẫn cho đến đi cái ngõ đường đan của trong nhà anh Thịnh á. Đây cái cổng này. Cổng bị đóng rồi. Đây cây Bồ Đài lớn. Cây này nó dạng như nó già quá rồi. Phát triển không nổi. Dưới là cây Bồ Đài nhỏ. Đây là cái sông, cái suối. Sông. Bên ngoài là sông. Một ngày mình chạy khoảng bao nhiêu km? Nó tùy đường đó. Đường xấu thì đi có 100 cây thôi. Mà đường tốt đi khoảng 180, 190, 200 cây. Trời ơi, ngày chạy 200 cây là cũng dữ thật chứ. Nếu mà đi ở vùng miền Tây á, tôi đi trung bình 220, 200. Câu này là Hải Phòng đúng không? Quên rồi tôi, Hải Dương. Hải Phòng. Hải Phòng là quê ở Tiền Giang. Quê Long An. Long An hả? Trời, tôi đón đại vậy mà cũng gần sát bên ta. Cô thấy tôi hay không? Nãy giờ đâu có hỏi quê cô đâu mà tôi đón ở gần gần chứ không có xa lắm.